Tía tô không chỉ là một loại rau thơm mà còn được sử dụng nhiều trong y học cổ truyền. Một số người cho rằng uống nước tía tô trước khi sinh giúp mẹ bầu giảm đau trong cơn vật cạn, dễ đẻ hơn. Vậy uống nước tía tô có thực sự tốt cho mẹ bầu? Hãy cùng tìm hiểu ngay những điều sau nhé. 1. Giá trị dinh dưỡng của tía tô. Tía tô là một loại cây có nguồn gốc Đông Nam Á và cao nguyên Ấn Độ. Đây là một loại cây dễ trồng, mọc nơi ẩm ướt xung quanh nhà. Trong tía tô có chứa nhiều dưỡng chất như canxi, sắt, tinh bột, chất xơ, vitamin C. Tía tô không chỉ là một loại rau thơm, rau gia vị mà còn là một trong những cây thuốc dân gian được sử dụng phổ biến và lâu đời nhất. Uống nước tía tô thường xuyên còn mang lại rất nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe, chẳng hạn như chống ngộ độc thực phẩm, hỗ trợ điều trị mề đay, mẩn ngứa, điều trị các bệnh về dạ dày, hen suyễn. 2. Uống nước tía tô có giúp cho bà bầu dễ đẻ. Trong dân gian, ông bà cha mẹ chúng ta cũng truyền tay nhau rằng nước lá tía tô kích thích cổ tử cung mở nhanh, giúp quá trình chuyển dạ diễn ra nhanh chóng và giảm cơn đau đẻ một cách đáng kể. Tuy nhiên, hiện tại chưa có tài liệu y khoa nào chứng minh rằng uống nước lá tía tô trước khi đẻ sẽ giúp quá trình vượt cạn diễn ra nhanh chóng thuận lợi. Loại cây này chỉ có tác dụng an thai đối với bà bầu, giúp mẹ bầu giảm các triệu chứng khó chịu như ốm nghén, buồn nôn, đau lưng, giảm sưng chân, giúp ngủ ngon, chứ không có tác dụng dễ sinh. Trên thực tế, một số mẹ bầu áp dụng uống nước lá tía tô khi chuyển dạ và thấy có tác dụng, thế nhưng một số khác lại thấy không mang lại thay đổi gì. 3. Những lưu ý khi bà bầu uống nước tía tô trước sinh. Các bác sĩ cho rằng, phụ nữ mang thai để giảm một số triệu chứng mang thai nghén khó chịu có thể uống nước lá tía tô với liều lượng vừa phải. Điều này cũng rất tốt cho sức khỏe. Nên uống nước lá tía tô trước khi ăn khoảng 30 phút sẽ đạt hiệu quả cao nhất. Mẹ bầu tuyệt đối không sử dụng nước tía tô để uống hàng ngày. Khi có dấu hiệu chuyển dạ, mẹ bầu có thể uống từ 1 đến 2 cốc nước tía tô với điều kiện không bị dị ứng với loại nước này và tuyệt đối không uống nhiều hơn. Bạn chỉ nên dùng tía tô như một loại gia vị chứ không phải là một loại thuốc. Những mẹ bầu có tiền sử cao huyết áp nên cẩn trọng khi uống nước lá tía tô. Bên cạnh đó, các mẹ cũng không nên lạm dụng uống quá nhiều. Uống quá nhiều nước lá tía tô trong thời gian dài có thể khiến mẹ bầu bị cao huyết áp, ảnh hưởng đến tim mạch. Cao huyết áp rất nguy hiểm với mẹ bầu, gây hiện tượng sản giật, tiền sản giật và có thể dẫn tới nguy cơ tử vong khá cao. Uống quá nhiều nước lá tía tô có thể gây đầy hơi, trứng bụng, kém ăn, mang lại cảm giác khó chịu, mệt mỏi cho mẹ bầu. Một số người có thể dị ứng với các thành phần có trong lá tía tô nếu uống với lượng nhiều. Dị ứng thực phẩm một cách nghiêm trọng có thể gây ra sảy thai hoặc sinh non. Tóm lại, chưa có bằng chứng khoa học nào chứng minh uống nước lá tía tô trước khi sinh sẽ giúp mẹ bầu dễ đẻ và đẻ không đau. Vậy nên bạn đừng vì những đồn đoán vô căn cứ mà uống bừa bãi để ảnh hưởng xấu cho sức khỏe nhé.